Để chào đón anh chị đến tiếp tục đến với chương trình, thì sau đây là những chương tiếp theo, phần tiếp theo của cuốn sách Căn bản làm giàu, The Rich Man on Babylon. Lên khỏa tu thiên khở ý sở ý sở ý à sở ý Các bạn đừng nên nhầm lẫn giữa những khoản chi tiêu cần thiết trong cuộc sống với những khoản chi tiêu bởi sở thích cá nhân. Thật ra, bản thân các bạn vẫn thường muốn mua những thứ mình thích, chứ không phải là những thứ mình cần. Sở thích cá nhân, thật ra bản thân các bạn và các thành viên trong gia đình bạn vẫn thường muốn mua những thứ mình thích, chứ không phải là những thứ cần thiết cho cuộc sống. Và những khoản chi tiêu này có thể vượt quá khả năng chi trả của các bạn. Tôi có thể chắc chắn rằng các bạn hầu như không thể đáp ứng được tất cả những ham muốn của bản thân mình. Với tài sản của tôi, các bạn nghĩ có thể mua được những thứ mình muốn sao? Đó là một suy nghĩ sai lầm. Tôi vẫn có một số hạn chế mà tiền bạc không có thể mua được. Chẳng hạn như thời gian, sức khỏe, tuổi trẻ, thậm chí một số món ăn thú vị mà tôi rất thích. Giờ đây tôi không thể hưởng thụ chúng được nữa. Theo tôi hiểu thì những ham muốn mà con người là vô hạn, và chúng ta chỉ có thể đáp ứng được, theo tôi được hiểu thì những mong muốn của con người thì là vô hạn, và chúng ta chỉ có thể đáp ứng được một số ham muốn cho bản thân mình mà thôi. Vì vậy các bạn hãy xem xét cẩn thận các thói quen chi tiêu của mình. Bạn sẽ nhận ra một số khoản chi tiêu có thể giảm bớt hoặc bỏ đi mà không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày. Và thế là việc tuân thủ các nguyên tắc dành cho 1/10 số tiền trong túi của bạn là không phải là việc quá khó. Theo kinh nghiệm của tôi, các bạn nên liệt kê ra những món hàng nhất định phải mua lên tấm đất sét. Sau đó, hãy chọn ra một vài thứ thiết yếu dành cho cuộc sống của bạn, sống và phù hợp với số tiền với 9 phần của bạn. Còn những món hàng theo sở thích của bạn, bạn hãy mạnh dạn gạch bỏ và xem chúng như hàng ngàn thứ khác mà bạn không thể đáp ứng cho bản thân. Agat nói đến đây, bỗng có một học viên mặc chiếc áo choàng màu đỏ khá đẹp đứng dậy và xin phép nói: "Tôi là một người thích tự do. Tôi tin tưởng rằng mình có quyền thụ hưởng tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Do vậy, tôi phản đối việc lệ thuộc vào quy hoạch chi tiêu và buộc phải chi tiêu như thế nào. Chi tiêu cho cái gì, tôi thấy mình cần phải sống một cách thoải mái bằng cách đáp ứng tất cả các nhu cầu ham muốn của bản thân. Nếu không, tôi sẽ luôn sống trong tâm trạng khổ sở dằn vặt. Nếu không thì tôi sẽ chỉ sống trong một tâm trạng khổ sở dằn vặt." Akkad đáp lại: "Bạn thân mến, ai là người có thể lên kế hoạch chi tiêu cho bạn? Tôi chỉ muốn chính tôi thôi. Ở đây các mục đích của việc lên kế hoạch chi tiêu là hợp lý hóa các khoản chi tiêu sao cho vừa bảo đảm những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, vừa tiết kiệm được tiền bạc. Kế hoạch này còn giúp bạn nhận ra được đâu là những ham muốn chính đáng và đâu là những ham muốn nhất thời, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân gây thất thoát tiền bạc và ngăn chặn nó bằng cách kiểm soát các khoản chi tiêu. Nếu bạn muốn một cuộc sống thoải mái thì ngay bây giờ bạn cần phải lên kế hoạch chi tiêu cho mình. Không, còn không, trong tương lai bạn càng gặp nhiều khổ sở và dằn vặt hơn đấy." Đây chính là một phương thức chữa trị thứ hai cho một túi tiền chẹp lép. Kế hoạch của những khoản chi tiêu ngay bây giờ sẽ giúp bạn đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu, hưởng thụ những niềm vui trong cuộc sống, đáp ứng những ham muốn chính đáng và đảm bảo một cuộc sống no đủ trong tương lai. Làm cách thứ ba. Đây chính là phương thức chữa trị thứ hai cho một túi tiền xẹp nép. Kế hoạch hóa những khoản chi tiêu ngay từ bây giờ giúp bạn đáp ứng được nhu cầu thiết yếu, hưởng thụ những niềm vui trong cuộc sống,
đáp ứng những mong muốn chính đáng và đảm bảo một cuộc sống no đủ trong tương lai. Bởi vì ham muốn của con người là vô hạn, bạn chỉ có ham thêm thôi chứ bạn không có ham giảm đâu ạ. Cái thứ ba, làm cho vàng sinh lợi. Cái thứ ba là hãy luôn làm cho vàng sinh lợi. Vào ngày thứ ba, A Cắt nói muốn giữ tiền luôn rủng rỉnh, các bạn cần nghiêm chỉnh thực hiện việc để dành 1/10 số tiền kiếm ra được. Tiếp đến các bạn kiểm soát những khoản chi tiêu của mình để đảm bảo rằng số tiền bỏ ra được bỏ vào nhiều hơn là số tiền khi lấy ra. Hôm nay các bạn sẽ xem xét đến phương thức làm sao để cho sinh ra lợi. Nếu để yên trong túi trong vàng trong để yên trong túi thì vàng không thể sinh lợi được. Vậy làm thế nào để vàng sinh lợi? Lần đầu tư đầu tiên của tôi thất bại, tôi đã mất tiền bạc dành dụm trong 1 năm. Trong lần đầu tư thứ hai, tôi may mắn được chia lợi nhuận làm việc từ AK vay số tiền của mình. Đây là lần đầu tiên tôi biết cách làm thế nào để vàng sinh lợi, để làm khiên. Mỗi năm ông Agat đều phải mua đồng từ những người phương xa mang đến bán, do không đủ tiền để trả cho họ ngay, Agat đành phải đi vay. Tôi thấy rất an tâm trước khi cho ông ta vay tiền vì Agat là một người đúng đắn và rất có uy tín, đã vay thì luôn sòng phẳng cả vốn lẫn lãi. Sau đó, trong một lần tiếp theo, tôi đều cho ông Agat vay số tiền gốc và lãi, do đó không chỉ số tiền vốn sinh ra mà ngay cả số tiền lãi cũng đã thu về cho tôi một khoản không nhỏ, và thế là số tiền quay về túi của tôi ngày một tăng. Sau đó trong những lần tiếp theo, tôi đều cho ông Agat vay số tiền luôn số tiền gốc và lãi, do vậy số tiền không chỉ số tiền vốn sinh lại mà ngay cả số tiền lãi cũng thu về cho tôi một khoản không nhỏ, và thế là tôi số tiền quay về túi của tôi ngày một tăng lên và nhiều lên. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng việc giàu có của một người không chỉ căn cứ vào những đồng tiền nằm trong túi của anh ta, mà điều cần lưu ý chính là số tiền thu nhập hàng năm của người đó. Bắt đầu từ một số vốn nhỏ, tôi đã mở rộng vốn vay và cho nhiều người vay. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc số tiền tôi cho vay không ngừng phát triển lên đến hàng trăm nguồn vốn khác nhau, giống như dòng vàng luôn không ngừng tuôn chảy về túi của tôi vậy. Vì thế hàng năm tôi có một khoản lợi tức rất lớn, lớn đến mức chẳng bao lâu tôi được gọi là người giàu có nhất thành Babylon. Thế đấy, từ một đồng tiền kiếm được dù rất nhỏ, tôi đã biến nó thành một đám nô lệ bằng vàng làm việc cho tôi. Và bởi vì chúng làm việc cho tôi nên con của chúng, cháu của chúng cũng phải làm việc cho tôi. Chúng ta có thể nói một đồng tiền vàng đã thực sự là một hạt mầm phát triển thành cây giàu có và cho ra hàng vạn quả. Về vấn đề làm giàu, tôi rất tâm đắc và sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện thật sau. Có thật sau. Số là khi tôi còn trẻ, tôi có quen biết một cặp vợ chồng nông dân. Họ nói với tôi con trai đầu lòng của họ rất kháu khỉnh. Người cha muốn con mình sau này lớn lên thành có một số vốn để làm ăn nên đã cho người vay tiền 10 đồng bạc. Anh ta đề nghị người vay luôn giữ phần lãi của con đến khi con được 20 tuổi. Người vay đồng ý với thỏa thuận và đến khi 4 năm, và cứ mỗi 4 năm số tiền lãi sẽ được 1/4 của số tiền gốc. Khi con được 20 tuổi, người nông dân đến gặp người vay và hỏi số tiền của mình. Người vay tiền viết từ 10 đồng đầu tiên, đến lúc người nông dân đã có được 30 đồng rưỡi bao gồm cả vốn lẫn lãi. Nghe thấy người nông dân rất hài lòng, và bởi vì đứa con của họ vẫn chưa cần được số tiền của anh ta nên để người ta vay tiền tiếp số tiền đó. Đến khi người ta con trai được 50 tuổi, người nông dân thấy qua đời vì số tiền thì số tiền vay đến là 167 đồng. Như vậy trong vòng 50 năm, số tiền vốn bỏ ra, số tiền thu về đã gấp gần 17 lần. Đây chính là phương thức chữa trị thứ ba. Mỗi đồng bạc quý như một tên nô lệ làm việc cho bạn, sau đó con cháu và chất của chúng cũng đều làm việc cho bạn, khiến tiền bạc của bạn không ngừng gia tăng, tài sản của bạn ngày càng lớn mạnh. Đấy là căn bản thứ nhất, là để tiền bạc làm việc cho bạn thì con cháu của nó cũng sẽ phải làm việc cho bạn mà thôi. Cần phải có một thời gian như thế thì mới là
to lên cả. Tức là để tiền bạc làm việc cho bạn, để cho tiền bạc làm việc cho bạn thì con cháu của chúng cũng sẽ phải làm việc cho bạn mà thôi. Đấy, câu trả lời. Đến với cách thứ tư, bí quyết giữ gìn tài sản. Ngày thứ tư của buổi học, Akat nói khi sở hữu được tiền, bạn sẽ biết cách giữ gìn cẩn thận. Nếu không, không nó sẽ nhanh chóng vụt mất khỏi những ham muốn nhất thời của bạn. Trước hết, các bạn phải học cách bảo vệ những khoản tiền nhỏ, sau đó có thể giữ được những khoản tiền lớn. Những người có được một ít vàng thường muốn thử vận may của mình bằng cách thực hiện những vụ đầu tư có thể đem lại lợi nhuận lớn, nhưng lại không chú ý đến nguyên tắc an toàn khi đầu tư. Điều này có thể dẫn đến hậu quả bị mất cả vốn lẫn liếng. Mất cả vốn liếng. Khi kinh nghiệm của tôi, theo kinh nghiệm của tôi, trước khi bắt tay làm một công việc nào đó, tốt nhất các bạn phải tìm hiểu cẩn thận về công việc ấy và luôn nhớ rằng mỗi một quyết định đầu tư đòi một quyết định đều đòi hỏi sự an toàn cho số vốn của bạn. Đừng để những ham muốn nhất thời trước mắt mê hoặc, hay để tâm trạng muốn làm giàu của bạn nhanh chóng che mờ lý trí của bạn, vì những điều này đem lại tỷ lệ rủi ro cao. Trước khi cho bất cứ ai vay mượn tài sản của mình, bạn phải cân nhắc, bạn phải chắc chắn rằng người đó có khả năng hoàn trả cho lại cho bạn. Bạn phải lấy uy tín, khả năng thu nhập và công việc của người đó để đảm bảo. Hoặc khi quyết định bỏ vốn đầu tư, bạn phải lường trước được những nguy hiểm có thể xảy ra và cách giải quyết như thế nào cho thỏa đáng. Việc bỏ vốn đầu tư lần đầu tiên của tôi là một bi kịch lớn, và lúc đó hậu quả là tất cả số tiền tiết kiệm trong một năm của tôi đã bị mất trắng. Việc cả bỏ vốn đầu tư đầu tiên của tôi là một bi kịch lớn, và lúc đó hậu quả là tất cả số tiền tiết kiệm trong một năm của tôi đã bị mất trắng. Do vậy, tôi khuyên các bạn nên rút kinh nghiệm từ bài học đầu tiên của tôi. Đừng bao giờ chủ quan tin vào sự hiểu biết nửa vời của mình để phó thác của cải vào cái bẫy đầu tư do chính mình giăng ra. Tốt hơn hết, bạn nên hỏi những người có nhiều kinh nghiệm trong việc vận dụng tiền bạc không tiền bạc cao cho sinh lợi. Những lời khuyên như thế không mất tiền mua, nhưng lại giúp bạn tránh khỏi những lời đầu tư thua lỗ hoặc bị mất vốn. Những lời khuyên đó có giá trị bằng số tiền bạn chuẩn bị đầu tư đấy. Những lời khuyên đó có giá trị bằng với số tiền bạn chuẩn bị đầu tư đấy. Đây chính là phương thức chữa trị thứ tư có tầm quan trọng rất lớn trong việc làm giàu đối với bạn, việc đầu tư kinh doanh. Phương thức này giúp bạn giữ gìn phát triển tiền bạc của bạn cho thay cho nguy cơ mất trắng. Hãy bảo vệ và phát triển tài sản của bạn bằng cách đầu tư vào những nơi an toàn, đáng tin cậy với lãi suất cao nhất có thể đạt được. Bạn nên tham vấn ý kiến của những người giàu kinh nghiệm
và tin tưởng vào lời khuyên đó, sao cho vàng có thể sinh lợi nhiều nhất. Hãy để những lời khuyên của họ bảo vệ tài sản của bạn, tránh nguy cơ bị mất vốn hay không thu lợi được lợi, không thu được lợi nhuận do đầu tư sai chỗ. Quyết tâm sở hữu một ngôi nhà. Nếu dành 9 phần 10 số tiền kiếm được cho những nhu cầu trong cuộc sống, dành một phần còn lại tiết kiệm thì đó là cách đầu tư khôn ngoan nhất nhằm đảm bảo một nguồn thu nhập ổn định trong tương lai. Acat nói như thế vào buổi sáng ngày thứ hai, vào buổi sáng ngày học thứ năm. Dừng lại một chút, ông nói tiếp, hầu hết những người dân ở Babylon chỉ có đủ tiền để sống trong những khu dân cư tồi tàn và mặc dù phải trả những khoản tiền thuê nhà khá cao, nhưng ngôi nhà của họ sinh sống lại không được rộng rãi và sạch sẽ. Con cái của họ có thể đùa nghịch trên những lối đi bẩn thỉu và các bà vợ không thể trồng trọt được gì để cải thiện những bữa ăn đạm bạc trong gia đình. Cuộc sống như thế không thể gọi là thoải mái và hạnh phúc được. Trong trường hợp này, điều tối ưu nhất mà tôi có thể khuyên các bạn là nên có một ngôi nhà cho riêng mình để mọi người trong gia đình thoải mái trú ngụ và tự do thực hiện những công việc nhằm hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày tốt hơn. Trong cuộc sống theo tôi nghĩ, những người cho vay tiền thường sẵn lòng giúp đỡ những ai muốn có một ngôi nhà và đất đai riêng mình. Các bạn có thể vay. Các bạn có thể vay tiền hoặc sử dụng số tiền tích góp để xây nhà. Khi đó cả gia đình bạn được sống yên vui. Khi đó thì cả gia đình bạn được sống yên vui. Hạnh phúc trong ngôi nhà của chính mình, các bà vợ có thể trồng trọt thêm trái cây, rau cải để cải thiện những bữa ăn, con cái của bạn sẽ được vui chơi ở những nơi sạch sẽ an toàn. Bây giờ bạn hoàn toàn yên tâm làm việc để trả nợ. Thời gian có thể 2 năm, 4 năm hoặc 15 năm chẳng hạn. Công việc này giống như các bạn trả tiền thuê nhà hàng tháng như vậy. Nhưng từ đây trở đi cuộc sống của bạn đã sang một trang mới tốt đẹp hơn. Bởi vì các bạn sở hữu một tài sản có giá trị, có đầy đủ mọi quyền hạn của mình đối với căn nhà. Đảm bảo nguồn thu nhập lâu dài. Thông thường, cuộc đời mỗi con người đều trải qua các giai đoạn thở thơ ấu cho đến bạc đầu, Acat nói, ở lớp học nào thơ học vào thứ 6. Vì vậy, tôi có thể nói rằng trách nhiệm của mỗi người là phải biết chuẩn bị một tài sản cần thiết khi về già. Điều đó không chỉ nhằm nuôi sống bản thân mà có bản thân bạn an hưởng tuổi già mà còn có thể chu cấp cho các thành viên trong gia đình của bạn không có khả năng làm việc được. Đây là một bài học tiếp theo nhằm đảm bảo nguồn thu nhập lâu dài thì thời gian và sức lực cho phép bạn tiếp tục làm việc. Người nào hiểu được cái quy luật làm giàu và sở hữu một tài sản thì nên suy nghĩ đến điều này. Các bạn phải lên kế hoạch đầu tư hay thực hiện các công việc có thể đảm bảo lâu dài cho tương lai của bạn. Có nhiều cách khác để đảm bảo có cuộc sống của bạn sau này, ví dụ như cất giấu tài sản vào một nơi kín đáo. Đây là cách mọi người thường làm nhất, nhưng nó dễ dàng trở thành mục tiêu của những kẻ trộm. Vì vậy, tôi nhấn mạnh đến kế hoạch này. Một cách là mua nhà cửa đất đai, bởi vì những thứ này có thể tồn tại lâu dài và sau này nếu cần bạn có thể bán hay cho thuê để thu lợi nhuận. Đó là một cách tốt nếu bạn chọn những căn nhà, những mảnh đất có giá trị trong tương lai. Hoặc còn một cách khác nữa mà các bạn có thể dễ dàng thực hiện, đó là cho vay những khoản tiền nhỏ. Theo thời gian nó sẽ phát sinh lợi nhuận, số tiền tăng lên theo tỷ lệ thuận với thời gian. Bạn cho vay càng lâu thì sau này số tiền thu về càng lớn, tùy theo nhu cầu trong tương lai và khả năng có được ở hiện tại. Bạn nên dành một khoản tiền nhỏ cho kế hoạch này ngay từ bây giờ. Cách này có thêm một ưu điểm với khả năng tài tính toán của bạn là bạn có thể giữ được trước được là 10 năm, 20 năm sau. Tùy theo tương lai và khả năng có được hiện tại, bạn nên dành một khoản tiền nhỏ cho kế hoạch này ngay bây giờ. Điều mà nhận được sẽ là bao nhiêu? Trước đây, tôi quen một người thợ nằm dép tên là Ansa
An San cho tôi biết, mỗi tuần anh ta đều cho người ta vay 2 đồng bạc. Suốt 8 năm như vậy, cho đến một ngày nọ, người vay tiền tính toán cho An San biết tổng số tiền gốc và lãi tính theo mức lãi thông thường lúc bấy giờ đã lên đến khoảng 1.040 đồng. Tôi rất hoan nghênh và khích lệ anh ta rằng nếu tiếp tục gửi tiền đều đặn như vậy trong 10-20 năm nữa, số tiền sẽ được lên đến là 4.000 đồng. Với một số tiền như vậy, anh có thể đảm bảo cuộc sống sung túc trong một năm, trong những năm về già của mình. Theo tôi, đây là cái tối ưu nhất trong khả năng hiện thời của các bạn nhằm đảm bảo cuộc sống tương lai của các bạn. Với cách này, các bạn không cần sử dụng nhiều tiền trong cùng một lúc, mà chỉ trích một phần nhỏ dưới tổng số tiền lương eo hẹp của bạn để thực hiện dần dần. Tôi đánh giá cao cách này bởi vì bất cứ ai cũng có thể thực hiện được, nó có thể làm bất cứ lúc nào. Đây là phương thức chữa trị thứ 6 giúp tôi rút cho một túi tiền rỗng mà theo tôi nghĩ các bạn nên bắt tay thực hiện ngay được từ bây giờ. Hãy chuẩn bị cuộc sống trong tương lai bằng cách hàng tháng cho vay những khoản tiền nhỏ. Số tiền này theo thời gian sẽ gia tăng rất nhiều, đảm bảo sau này bạn sẽ có một số tiền cần thiết để nuôi cho bản thân và gia đình mình khi không còn khả năng lao động nữa. Cái thứ 7 cũng là cách cuối cùng là tăng cường khả năng kiếm tiền. Nghe hấp dẫn nhỉ? Khi mà một người cuối cùng ở lớp học Akat trịnh trọng cất tiếng, hôm nay chúng ta sẽ nói các bạn nghe về một trong những phương thức mang tính quyết định nhất nhằm chữa trị túi tiền nhẹ pinh của các bạn. Tôi sẽ không nói về vàng nữa vì nói về chính bản thân các bạn. Và nói về chính bản thân của các bạn vốn đã từng trải qua những thành công hay chuốc phải những thất bại trong cuộc sống. Cách đây không lâu, có một chàng trai thanh niên tìm đến tôi để vay tiền. Khi tôi hỏi lý do anh ta cần tiền thì anh ta kêu ca rằng số tiền kiếm ra không đủ để chi tiêu. Nghe thế tôi trả lời anh ta rằng anh là một khách hàng vay tiền đáng thương nhất, bởi vì cho dù anh đi vay mượn tiền bao nhiêu đi chăng nữa thì anh vẫn không đủ để anh tiêu xài, và tất nhiên là anh cũng không bao giờ trả nợ. Bây giờ điều cần thiết nhất là cậu phải nỗ lực kiếm tiền nhiều tiền hơn để tiêu xài cho thỏa thích. Vậy cậu đã làm gì để tăng khả năng kiếm tiền của mình nào? Tôi nên hỏi chàng trai. Trong 2 tháng, tôi đã 6 lần đến gặp ông chủ để đòi tăng lương, nhưng không đem lại kết quả gì. Chàng thanh niên chán nản đáp. Tôi rất buồn cười và cái suy nghĩ khá đơn giản của anh thanh niên nọ, bởi vì anh ta không hề có một chút nỗ lực nào trong công việc, anh ta chỉ muốn có thật nhiều tiền để tiêu xài. Tất nhiên ông chủ anh ta cũng không thể đáp ứng yêu cầu vô lý đó được. Vậy cần phải làm thế nào để thực hiện được những ước muốn của bản thân? Theo tôi, trước tiên các bạn cần phải hiểu rõ là mình thật sự mong muốn điều gì. Và có được và đó phải là một điều xác đáng hay không? Chúng ta thường mong ước được giàu có, nhưng chúng ta không biết rằng đang trong tình trạng nghèo khổ mà muốn được giàu có ngay thì chỉ là điều không tưởng. Nhưng nếu bạn mong muốn có 5 đồng tiền vàng thì đó chính là mong ước mục đích rõ ràng, cụ thể và nằm trong khả năng của bạn. Điều này chính là hành động mạnh mẽ thúc đẩy bạn phải thực hiện cho bằng được. Và sau đó thì bạn không có gì ngăn cản bạn được. Với những cách thức tương tự như vậy, như cách làm để có 5 đồng vàng đầu tiên, tiếp tục có thêm 10 đồng vàng, 20 đồng tiền vàng, 1.000 đồng tiền vàng, thế là hiển nhiên bạn trở thành một người giàu có. Học hỏi phương pháp để đạt được một mong muốn nhỏ, tức là bạn rèn luyện và trang bị cho mình những khả năng để đạt được những mục tiêu lớn hơn. Đây là một tiến trình trong công việc mà qua đó sự giàu có sẽ dần dần tích lũy. Những mục tiêu lớn hơn trước hết là có được những số tiền nhỏ, được món tiền nhỏ, rồi sau đó những món tiền lớn hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn cần dần nắm rõ phương cách kiếm tiền và có khả năng trở thành người kiếm được nhiều tiền nhất. Để trở thành hiện thực, những mong muốn của bạn cần phải
cụ thể, đồng thời không được quá cao hay quá thấp so với những khả năng với so với khả năng vốn có của bạn. Nếu bạn đặt ra nhiều tham vọng vượt quá khả năng của mình thì chắc chắn bạn sẽ không thực hiện được mà còn chuốc lấy sự chán nản với những suy nghĩ tiêu cực. Ngược lại, những điều quá đơn giản nằm trong tầm tay thì có thể dễ dàng thực hiện thì nó lại không tạo ra những động lực khuyến khích bạn nỗ lực phấn đấu nhiều hơn. Hẳn các bạn nhớ khoảng thời gian tôi đang là một người thợ khắc chữ trên những tấm thẻ đất sét với số tiền công 3 cắc bạc mỗi ngày. Lúc đó tôi quan sát thấy những người thợ khác làm việc giỏi hơn tôi và được trả công cao hơn. Thấy thế tôi quyết tâm không thua kém họ. Chẳng bao lâu tôi thành công. Điều này khiến cho tôi thích thú và tập trung nỗ lực làm việc nhiều hơn. Cuối cùng tôi trở thành người khắc chữ nhanh và đẹp nhất. Với kỹ năng điêu luyện với tinh thần hăng hái làm việc, tôi đã được trả tiền công rất cao hơn hơn mà không cần đến gặp ông chủ để đòi tăng lương. Dù làm bất cứ việc gì thì bạn cũng cần phải luôn tìm cách trau dồi, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của mình. Nếu là một thợ thủ công, bạn cần phải học hỏi những phương pháp và cách sử dụng các công cụ mới để tay nghề ngày càng điêu luyện hơn. Nếu bạn làm việc trong ngành pháp luật hay bệnh viện thì nên tham khảo hoặc trao đổi ý kiến đối với các đồng nghiệp để nâng cao kiến thức. Hoặc nếu là bạn là thương gia, bạn phải thường xuyên đi đến nhiều nơi để tìm mua những hàng hóa tốt nhất với giá rẻ nhất. Nhằm được thu được nhiều lợi nhuận nhất hơn mà khách hàng của bạn vẫn thấy hài lòng. Qua 7 ngày, tôi đã trình bày với các bạn 7 cách chữa trị cho một túi tiền trống rỗng, làm cho nó dần đầy và khiến cho bạn trở nên giàu có bằng kinh nghiệm của một cuộc đời từng trải và thành đạt. Tôi khuyến khích các bạn hãy vận dụng những phương pháp này để đi đến với sự thành công về tiền bạc. Các bạn nên biết rằng giờ đây ở thành Babylon có rất nhiều vàng hơn các bạn nghĩ và số vàng nó đủ cho tất cả mọi người. Các bạn hãy vươn lên và mạnh dạn thực hiện thành các phương thức làm giàu trên hoặc lựa chọn một trong những cách phù hợp hoàn cảnh của mỗi người. Trước hết các bạn hãy áp dụng làm giàu áp dụng làm cho giàu của làm giàu cho bản thân của bạn, rồi sau hãy truyền dạy cho tất cả mọi người để họ cùng chia sẻ và làm giàu không chỉ cho bản thân họ mà đóng góp phần làm giàu cho vương quốc thân yêu của chúng ta. Từ khi Akad kết thúc 7 ngày trình giảng dạy về phương thức làm giàu, đền học trở thành nơi họp mặt của những người quyết tâm thoát khỏi đời nghèo khó, già có, trẻ có, nhưng đa số ở độ tuổi trung niên, họ hẹn nhau cùng họp lại đây để bàn bạc thảo luận về con đường làm cho bản thân và vương quốc của họ trở nên giàu có. Tất nhiên, dưới sự dẫn dắt của một người đầy kinh nghiệm và nhiệt huyết, là vị thương gia giàu nhất thành Babylon. Hôm ấy, một người như mọi ngày trên mặt trời lên cao, đỏ rực như một trái cầu lửa khổng lồ, thiêu cháy vạn vật, không khí sa mạc nóng bỏng ấy vẫn không ngăn cản bước chân Akkad đi đến diễn giảng quen thuộc của mình ở đền học. Bốn người đàn ông đang ngồi trên những tấm thảm nhỏ trải dưới nền nhà chờ những người khác đến. Khi mọi người đang yên vị, Akkad lên tiếng: "Ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận điều gì?" Sau vài giây do dự, một người dệt vải thân hình khá vạm vỡ khiêm tốn đứng dậy và đáp: "Tôi có một vấn đề rất muốn mang ra bàn bạc. Có thể không biết ý kiến của ông và những người khác, người bạn đây thế nào?" Nhận được sự khích lệ của mọi người, người thợ dệt nói tiếp: "Chuyện là hôm qua tôi tình cờ nhặt được một cái túi đựng vài đồng tiền vàng trên đường. Tôi thấy mình quả thật là một người may mắn và tôi rất muốn mình luôn gặp được những điều tương tự như thế. Vì vậy tôi xin đề nghị mọi người hãy thảo luận vấn đề làm sao để thu hút sự may mắn với mục đích tìm hiểu những cách thức để thường xuyên có được sự may mắn." Đây là một chủ đề rất hay và đáng để chúng ta thảo luận, Akkad nhận xét. Vậy thì các bạn hãy nói thử xem làm thế nào để chúng ta tìm ra được những cách thức nhằm thu hút được sự may mắn đến với mỗi người. Đúng thế, hẳn phải có rất nhiều cách làm chứ, nhiều người háo hức đáp lại. Nghe vậy, Akkad nói tiếp: "Để bắt đầu cuộc thảo luận, trước hết chúng ta cần nghe những câu chuyện về sự may mắn của một số người từng gặp, như người thợ dệt vải của chúng ta ngẫu nhiên nhặt được vàng mà không cần một sự nỗ lực nào. Người nào có thể kể tiếp cho chúng tôi nghe về sự may mắn của mình không?" Bỗng nhiên hội trường im lặng, tất cả mọi người đều nhìn quanh và chờ đợi, nhưng vẫn không ai lên tiếng. "Không ai hết sao?" Akkad lại hỏi lại.
Vậy loại may mắn chắc chắn là ít khi xảy ra và chúng ta cũng rất hiếm gặp phải. Nếu thế, có người nào đưa ra đề xuất khác để chúng ta tiếp tục thảo luận không? Tôi xin có ý kiến. Một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc tươm tất đứng dậy. Khi nói về sự may mắn, phải chăng chúng ta thường nghĩ đến các sòng bài nơi có nữ thần may mắn phù hộ cho chúng ta thắng được nhiều tiền hơn? Người đàn ông nói xong liền ngồi xuống. Bỗng một người khác lên tiếng, xin dừng lại, anh vui lòng nói tiếp đi. Có phải chính anh là người từng được vị nữ thần đó phù hộ thắng bạc trong các sòng bài không? Một người trẻ tuổi khác cũng hùa theo với giọng hài hước. Bạn có nhìn thấy bà ta ở đó không? Bạn có thể nhìn thấy bà ta điều khiển một hồ xúc sắc để giúp bạn không? Một khởi đầu hay đấy. Akat ủng hộ. Chúng ta họp ở đây để thảo luận xem, xem xét mọi khía cạnh của các vấn đề. Nếu chúng ta không biết đến các hoạt động của sòng bài, tức là một mặt nào đó, không biết đến khuynh hướng chung của những người muốn thử vận may khi bỏ ra một số tiền nhỏ nhằm hy vọng thắng được một khoản tiền lớn. Vấn đề này khiến tôi nhớ lại đặt cược đua ngựa ngày hôm qua. Một người lên tiếng, nếu vị nữ thần ấy thường viếng thăm những sòng bài thì chắc chắn bà ta cũng không quên ghé đến những cuộc đua ngựa. Chờ cho mọi người yên lặng, Akat mỉm cười một cách độ lượng và lượng trước sự đùa cợt đó rồi nói, lý do khiến các bạn nghĩ rằng vị nữ thần tốt bụng kia chú ý đến những trò đỏ đen trong cuộc sòng bài là những phiếu cá cược trong các cuộc đua ngựa. Tôi vẫn luôn đi tìm vị nữ thần này, nhưng không phải trong sòng bài mà là những cuộc đua ngựa, vì ở đó chúng ta thường thua nhiều hơn thắng. Mà ở những công việc mà con người ta thường xuyên tạo ra nhiều của cải giá trị cho bản thân. Mà ở những công việc, chẳng hạn như công việc cấy cày, trồng trọt, buôn bán hay là những nghề nghiệp chính đáng, lương thiện khác, thì có cơ hội mang lại lợi lộc nhiều hơn so với những trò đỏ đen kia. Bạn nỗ lực càng nhiều thì số tiền thu nhập càng cao. Trên thực tế, có thể công việc kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi và mang lại lợi nhuận. Vì vậy, vì thỉnh thoảng chúng ta cũng có những phán đoán sai lầm, hay nghề trồng trọt vẫn gặp khó khăn do thời tiết trở ngại, nhưng nhìn chung nếu chúng ta kiên trì chăm chỉ thì vẫn gặt hái được những thành tựu. Còn đối với những trò đỏ đen cá cược kia, thật ra người chơi bao giờ cũng thua cả, vì chủ sòng bài bao giờ cũng thắng. Các bạn đều biết rằng khi chúng ta ném một số sắc xuống, nếu trúng thì chủ sẽ chung cho chúng ta gấp 4 lần số tiền ta đặt cược. Nhưng nó chật thì tất nhiên chúng ta thua đứt. Nhưng có một điểm quan trọng mà các bạn không biết mà không hay nghĩ đến, đó là hồ xúc sắc thì có 6 mặt. Chúng ta chỉ thắng khi đặt đúng một trong 6 mặt đó. Vì vậy muốn đặt ra xúc sắc xuống, chúng ta phải mất đến 5 lần may mắn. Nhưng nếu chúng ta chỉ được chung gấp 4 lần, có nghĩa là chỉ có 4 lần thắng cược. Mỗi lần gieo, chủ cái luôn cầm chắc phần thắng trong tay, ít nhất một khoản bằng 1/5 số tiền cá cược. Theo sự sắp đặt như thế, chắc chắn rằng người chơi bao giờ cũng thắng, bao giờ cũng thua. Nhưng thỉnh thoảng người chơi vẫn thắng được một khoản tiền cách xù đó chứ. Một người nói lên tiếng, thỉnh thoảng có là như vậy, Akat nói. Tuy nhiên tôi xin hỏi các bạn rằng, bạn có chắc mình sẽ kiếm được tiền bằng cách này trước khi thua cháy túi hay không? Nếu may mắn thắng được một vài lần thì bạn nghĩ kiếm tiền theo cách đó được thường xuyên không? Tôi quen biết rất nhiều người thành đạt ở Babylon, nhưng tôi không thể nào chỉ ra một người, dù chỉ một người duy nhất, đã khởi nghiệp của mình bằng cách như thế. Đối với các vị đang có mặt ở đây, nếu ai hỏi sự thành công sự nghiệp của mình từ các sòng bài, tôi rất mong người đó thẳng thắn cho biết câu chuyện của mình. Có phải thế không các vị? Tất cả mọi người đều im lặng trả lời câu hỏi của các món sau. Có người đột ngột lên tiếng, điều ông yêu cầu bao gồm những người chủ sòng bài không?
Nếu bạn nghĩ không có người nào khác ngoài những người này, xin mọi người cho biết có phải những người chủ sòng bài vẫn thường do dự mỗi khi chúng ta hỏi về nguồn gốc thu nhập của họ không? Đáp lại câu hỏi của Akat thì những tiếng ậm ừ khe khẽ. Nhiều người thấy thế, Akat nói tiếp, chắc chắn rằng việc tìm kiếm may mắn ở sòng bài, ở những cuộc đua ngựa hay nhặt những túi rơi không đem lại sự giàu có và thành công. Lâu dài cho chúng ta, vậy bây giờ chúng ta phải thảo luận xem đến các công việc kinh doanh, buôn bán xem sao. Tôi cho rằng một cuộc giao dịch nằm ăn mang lại nhiều lợi nhuận không phải là sự may mắn tình cờ, mà đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của chúng ta. Có ai đề nghị vấn đề thảo luận khác không? Akat dứt lời, một vị thương gia khá cao tuổi đứng lên xin nói: Thưa quý vị thân hữu và ông Akat đáng kính, tôi xin nói ra suy nghĩ của mình. Nếu đúng như các vị thật đã bảo, việc tin tưởng vào các khả năng khôn khéo và đầu óc tinh nhạy sẽ khiến chúng ta thành công trong các hoạt động về kinh doanh, thì tại sao chúng ta không xem xét đến các khía cạnh, những cơ hội tình cờ có thể dẫn chúng ta đến thành công và đem lại lợi khổng lồ? Có thể những dịp may mắn rất hiếm khi xảy ra, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn có. Chẳng hạn như ở đây có nhiều người đã gặp trường hợp bị vụt bất khỏi tầm tay những cơ hội thành công. Vậy xin nhờ quý vị, những ai đã từng trải nghiệm sự việc trên hãy kể lại cho chúng tôi nghe được không ạ? Đúng là một suy nghĩ tinh tế, Akat lên tiếng. Vậy chúng ta ai đã may mắn để vượt bất nó? Ai đã từng may mắn gặp may mắn và để vượt bất nó? Trong nhiều cánh tay dương lên có một cả vị thương gia nói kia. Akat đề nghị, vì ông là người ra vấn đề nên trước hết chúng tôi rất mong ý kiến của ông. Mong nghe ý kiến của ông, tôi rất vui lòng thuật lại câu chuyện để quý vị thấy được một người có thể tiến đến rất gần với sự may mắn nhưng lại sau đó lại bị vụt mất, khiến anh ta vô cùng thương tiếc. Người thương gia nọ bắt đầu kể: nhiều năm trước khi tôi còn trẻ và mới lập gia đình, lúc ấy tôi chưa làm nghề kinh doanh mà hàng ngày đi làm công cho người khác để nuôi sống bản thân mình và gia đình. Một ngày nọ, cha tôi hồ hởi tìm đến thuyết phục tôi tham gia vào vụ đầu tư. Ông nói rằng con trai của một người bạn thâm giao với ông đang dự định mua một mảnh đất khô cằn nằm không xa khu vực của chúng tôi đang sống. Người đó dự trù sau khi mua xong sẽ cho dựng 3 guồng nước để đưa nước vào mảnh đất ấy, biến nó thành một thành đất có thể trồng trọt được. Sau đó anh ta sẽ phân mảnh đất ấy ra thành những lô nhỏ và bán cho những người cần xây và xây trại. Do chàng trai này hoàn cảnh giống tôi, chỉ là một thanh niên làm việc kiếm sống hàng ngày và gia đình rất nghèo nên không đủ tài chính để thực hiện dự định đó. Vì vậy, anh ta quyết định rủ nhiều người bạn cùng tham gia góp vốn. Kế hoạch này đã có 10 người, 12 người tham gia, họ đều đang đi làm để nuôi gia đình sống, nên đồng ý trích ra 1/10 số tiền kiếm được góp vào công trình cho đến khi nào mảnh đất được bán lại. Số tiền thu được sẽ phân chia đúng tiền lệ mỗi người góp vốn. Con trai à, cha tôi bảo, giờ con cần phải suy nghĩ và hành động chín chắn như một người đã trưởng thành. Cha mong con rút kinh nghiệm từ sai lầm của cha lúc trẻ để mạnh dạn bắt đầu xây dựng cho mình một tài sản giá trị được mong mọi người kính nể trọng. Điều này bản thân con cũng rất mong muốn. Cha tôi đáp lại, vậy con hãy làm theo lời khuyên tốt đẹp của cha ngay bây giờ đi. Con nên làm công việc mà đáng lẽ là cha phải làm khi còn độ tuổi của con. Từ số tiền kiếm được hàng tháng, con trích ra 1/10 tham gia vào cuộc đầu tư kia. Đến khi bằng tuổi cha, con sẽ sở hữu được một tài sản có giá trị cho bản thân con. Con rất muốn trở thành người giàu có. Con cần kiếm được thật nhiều tiền để trang trải cuộc sống. Tuy vậy, con đang băn khoăn không biết có nên nghe theo lời khuyên của cha hay không, bởi vì con vẫn còn rất trẻ và còn nhiều thời gian để làm mọi chuyện. Cha đừng nghĩ như thế, cha đã từng nghĩ như thế khi bằng tuổi con. Cha thì cũng đã từng nghĩ như thế khi bằng tuổi con. Con trai ạ, thì đấy, rồi nhiều năm trôi qua, cha chẳng thể làm được điều gì cả. Thời đại con đang sống khác với thời trẻ của cha. Cha, con sẽ tránh với sở đồ của cha, xin cha đừng lo. Con đang có cơ hội may mắn lớn trong đời. Con trai ạ, dịp may này sẽ giúp con trở nên giàu có. Cha khuyên con đừng nên chậm trễ nữa. Ngày mai,
Ngay ngày mai con hãy tới gặp và thương lượng với anh ta để góp một phần 10 số tiền kiếm được của con vào kế hoạch ấy. Đây là một sự đầu tư quan trọng cho tương lai của con, vì vậy con hãy nhanh nhanh lên cơ hội, không chờ đợi ai bao giờ cả. Hôm nay nó ở đây nhưng ngày mai nó đến nơi khác rồi, thế nên con đừng bao giờ chậm trễ. Mặc những lời khuyên lớn thúc giục của cha, tôi vẫn lưỡng lự không không thực hiện công việc đó. Và rồi tôi bị cuốn hút vào những cái áo choàng đẹp sang trọng ở ngoài chợ, nên bỏ tiền ra mua 2 cái cho tôi và vợ tôi. Nếu dành ra 1/10 số tiền kiếm được để đầu tư vào cái hạt kia thì tôi không thể mua những cái áo đẹp như thế. Tại sao tôi phải hy sinh những sở thích của bản thân để làm những công việc mất nhiều thời gian như thế? Chính vì những suy nghĩ như vậy mà chính vì những suy nghĩ như vậy mà tôi đã không làm theo lời khuyên đầy kinh nghiệm quý báu của cha tôi. Sau một thời gian, quả thật công trình ấy đã mang lại lợi nhuận rất lớn, và một người tham gia vào kế hoạch đó và mỗi người tham gia vào kế hoạch đó đã thu được một khoản tiền gấp 10 lần số tiền vốn bỏ ra. Điều này khiến tôi vô cùng hối tiếc và thầm trách mình đã thiếu khôn ngoan, ngoan cố không nghe theo lời khuyên đúng đắn của cha mình. Câu chuyện tôi và minh chứng cụ thể rằng tôi có thể vượt mất cơ hội làm giàu của mình. Trong câu chuyện này chúng ta thấy được là may mắn sẽ đến với tất cả ai biết đón nhận nó. Người đàn ông ngồi bên cạnh vị thương gia vừa kể chuyện lên tiếng, việc một người tạo dựng được tài sản, việc về được sản nghiệp luôn luôn có được bài học giá trị đáng để chúng ta học hỏi. Chúng ta có thể khởi nghiệp chỉ bằng một vài đồng bạc lẻ hay bằng một số tiền trích ra từ khoản thu nhập nhỏ nhoi của mình, nhưng chính tôi chẳng hạn, tôi bắt đầu sự nghiệp làm giàu của mình khi còn là một cậu bé, đã mua con bê cái với giá vài đồng bạc. Cho đến bây giờ tôi đã sở hữu một trang trại chăn nuôi gia súc với số lượng đến hàng ngàn con. Cơ hội khởi khởi đầu của sự giàu có thể đến với bất kỳ ai, nhưng nó phụ thuộc vào việc con người có nắm bắt được cơ hội đó hay không và thực hiện nó như thế nào. Một là biết nắm bắt, biết quyết tâm thực hiện để đạt được thành công và sở hữu được cái tài sản có giá trị. Hai là bỏ cơ hội và không có ý chỉ thực hiện để rồi suốt đời sống trong những ngõ khói và hối tiếc. Tôi cũng xin được và phát biểu vấn đề này. Một người khác lên tiếng, tôi là người Syri. Mặc dù sử dụng ngôn ngữ của các bạn không thành thạo lắm, nhưng tôi vẫn muốn gọi đúng tên người bạn thương gia vừa rồi. Nếu tôi gọi tên người ấy, nếu tôi gọi tên người thương gia này theo ngôn ngữ của các bạn thì chắc chắn tôi phát âm không đúng, nhưng nếu tôi gọi bằng tiếng Syri có lẽ các bạn sẽ không hiểu. Vậy thì kính thưa các quý vị, nếu muốn có một cái tên chung để gọi người cố tình tránh né hoặc không chịu làm việc nhằm đem lại lợi ích cho bản thân,
Bên anh ta thì các bạn gọi người đó là gì nhỉ? Một kẻ trì hoãn ồn ào, một giọng nói cất lên. Chính là như thế. Chính là như thế đó, người đến từ Syria hô tay đồng ý với một cách mạnh mẽ. Với tình trạng như thế, anh ta chỉ mất thời gian chờ đợi mà thôi. Khi dịp may đến, anh ta đảm bảo rằng khi dịp may đến, anh ta lại bảo mình đang có nhiều việc phải làm và xin đợi hay đợi đó. Anh ta không hề biết rằng dịp may không chờ đợi một kẻ chậm chạp nào cả. Nếu người nào muốn nắm bắt cơ hội thì phải nhanh chân lên, phải quyết tâm thực hiện đến cùng mới mong mong tận dụng được ưu điểm của cơ hội đó. Do vậy, tôi khẳng định rằng bất cứ người nào chậm chạp do dự trước một cơ hội tốt thì đích thị là một kẻ ù lì một cách đáng tiếc, và chắc chắn là anh ta sẽ hối hận không khác gì những thương gia lúc còn trẻ của chúng ta. Tôi xin toàn lòng thán phục anh. Bạn không ngần ngại nói một cách thẳng thắn vấn đề đó. Để hiểu rõ vấn đề, chúng ta cần nghe càng nhiều càng tốt những kinh nghiệm khác nhau về sự may mắn. Ai có thể kể cho chúng tôi nghe nữa không? Akat hỏi. Tôi sẽ kể, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu đỏ đáp lại. Tôi là một người thu mua gia súc, chủ yếu là lạc đà và ngựa, nhưng thỉnh thoảng tôi mua cả cừu và dê. Câu chuyện tôi sắp kể sẽ là một minh chứng sự thật là dịp may mắn hiếm gặp có thường vượt qua rất nhanh như trường hợp của tôi. Nó chỉ đến trong một đêm, mặc dù tôi mong mỏi chờ đợi nó từ rất lâu, và đáng đáng tiếc là tôi để vụt mất nó. Đánh giá điều này, tôi vào xem thế nào như thế nào tùy thuộc vào bạn. Với giọng trầm ngâm hồi tưởng lại quá khứ, ông ta kể lại. Vào một buổi chiều cách đây nhiều năm, trải qua một cuộc hành trình dài gian khổ để tìm mua gia súc, tôi vẫn không mua được gì. Chán nản, mệt mỏi, tôi quay trở về thành Babylon. Rất bực mình vì thấy cổng thành đã đóng chặt, trong khi những người nô lệ của tôi căng lều ra để ngủ tạm qua đêm. Tôi buồn bã và không ngủ được.
nên trở dậy đi theo gió. Tôi gặp phải người nông dân trung niên đang đi loanh quanh có vẻ như rất sốt ruột và lo lắng về điều gì đó, giống như người như chúng tôi, đoàn người của ông ta vẫn đang nghi ở bên ngoài thành. Kính thưa ông, người nông dân nói với tôi, nhìn bên ngoài, tôi đoán ông là người thu mua sa súc. Nếu như thế, tôi muốn bán cho ông toàn bộ bầy cừu béo tốt của tôi. Tôi từ phương xa tới, đang định sáng mai đem bầy cừu này ra thành để bán, nhưng vừa rồi tôi mới nhận ra được tin người vợ yêu quý của tôi hiện đang lâm bệnh nặng ở nhà. Tôi phải quay trở về càng sớm càng tốt, nên muốn bán bầy cừu kia ngay lúc này. Mong ông mua giúp tôi và các nô lệ của tôi được trở về nhà trong đêm nay. Và lúc đó trời rất tối nên tôi không thể quan sát được bầy cừu của ông ấy, nhưng căn cứ vào tiếng kêu, tôi đoán số lượng cừu chắc phải rất nhiều. Tôi đã mất 10 ngày rong ruổi vô ích mà không mua được gì cả, vì thế tôi rất hứng khởi trước lời đề nghị đó và thương lượng ngay từ với người nông dân. Do quá lo lắng, ông ấy đã đưa ra mức giá rất thấp so với giá thông thường rao bán một con cừu. Tôi đồng ý ngay, bởi vì tôi biết chắc rằng ngày mai những người nô lệ của tôi có thể lùa bầy cừu qua cổng thành và bán với giá cao hơn rất nhiều. Cuộc thương lượng kết thúc, tôi gọi những người nô lệ mang đuốc đến để đếm bầy cừu, vì theo người nông dân số lượng cả bầy cừu lên tới 900 con. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chúng tôi không thể nào tà nào đếm được, vì vậy không biết số quẩy thế nào. Tôi bảo ông là đợi đến ngày mai, khi đếm xong tôi thanh toán tiền cho ông. Xin làm ơn thưa quý ông, ông ta khẩn khoản ngài có thể trả cho tôi 2/3 số tiền của 900 con cừu cũng được, để tôi có thể khởi hành ngay bây giờ. Tôi sẽ để lại đây người nô lệ thông minh và hiểu biết nhất của tôi. Sáng ngày mai cậu ta sẽ giúp ông đếm giúp cừu. Tôi rất tin cậy anh ta và thường giao cho anh ta những việc quan trọng, vì vậy ông có thể điều chỉnh phần tiền lại, ông có thể điều chỉnh phần lại còn lại nếu có sai lệch về số lượng. Nhưng do sự ngu dốt và quá tính toán của mình, tôi đã nhất quyết không chịu đưa số tiền như lời đề nghị của ông ấy. Và ngay lúc đó, cuộc giao dịch buôn bán của tôi xem như chấm dứt. Vào sáng sớm hôm sau, trước khi tôi thức dậy, các cổng thành đã mở và có 4 người tìm đến mua bầy cừu của người nông dân ấy. Họ là những người thu mua gia súc giống tôi. Nhìn thấy bầy cừu, họ rất ưng ý nên đã mua trả giá rất cao, gấp 3 lần so với giá mà người nông dân này thì bán cho tôi vào tối hôm qua. Những người này cho biết do các vương quốc đang bị giặc đe dọa bao vây mà lương thực trong thành không dự trữ được nhiều, nên họ mua gia súc, gia cầm thay thế. Điều đó nghĩa là việc tôi đã để mất cơ hội buôn bán mang lại lợi nhuận rất lớn. Vậy có phải dịp may hiếm có đã vụt mất khỏi tầm tay tôi không? Đây là một câu chuyện khá đặc biệt. Akat nhận định nó đã cho chúng ta một bài học về sự khôn ngoan. Mọi người thấy như thế nào? Đúng vậy, một người thợ làm yên ngựa một người khả kính góp lời. Khôn ngoan là nắm bắt và đáp ứng ngay mọi yêu cầu, cơ hội khi chúng ta nhận ra thấy nó, kết quả của nó sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp trong việc buôn bán. Nếu có một cuộc thương lượng đi đến thành công và chắc chắn mang lại lợi nhuận, thì bạn cần phải bảo vệ thành quả của mình, tránh những suy nghĩ do dự hay thiếu tự tin vào bản thân, đồng thời cảnh giác với những ý kiến can thiệp của người khác. Dĩ nhiên, chọn điều sai là do chúng ta ngu ngốc, còn nếu chọn điều đúng mà chúng ta có khuynh hướng do dự, lưỡng lự và phân vân tính suy tính, thì chỉ khiến dịp may trôi qua mất thôi. Phản đoán đầu tiên là thường là phản đoán tốt nhất của tôi. Tuy nhiên, thường trong các cuộc thương lượng, tôi vẫn chỉ luôn cảm thấy khó khăn khi tự thuyết phục mình theo những phản đoán đó. Bởi vậy, cũng giống như một sự tự bảo vệ mình nhằm chống lại những điểm yếu kém của bản thân, những cuộc thương lượng tôi luôn phân tích tình hình để tìm ra những ưu điểm nhằm củng cố lòng tin của mình. Tuy nhiên, trong cuộc thương lượng tôi vẫn luôn cảm thấy khó khăn khi tự thuyết phục mình tin theo những phản đoán đó. Bởi vậy, cũng giống như sự tự bảo vệ mình nhằm chống lại những điểm yếu kém của bản thân, trong những cuộc thương lượng tôi luôn phân tích tình hình, tìm ra những ưu điểm nhằm củng cố sự tin của mình, làm như thế tránh được sự hối tiếc về sau và nắm bắt luôn được những dịp may này đến mình. Cảm ơn anh, tôi xin được nói tiếp. Người đến từ CD đứng dậy. Những câu chuyện này rất giống nhau, bởi vì mỗi lần nguy cơ vượt mất điều đó, những lý do tương tự. Nhưng tại sao anh mỗi lần đối diện với dịp may chúng ta thường do dự và thối lui, chứ không nghĩ rằng đây là dịp tốt cần phải nắm bắt? Phải chăng nếu chúng ta cứ suy nghĩ theo xu hướng
Nghĩ sao hướng như thế thì chúng ta sẽ không thành công. Anh nói rất đúng anh bạn ạ. Người thu mua gia súc stick đáp đáp lời. Trong hai câu chuyện trên, dịp may vụt qua trong tầm tay do sự trì hoãn của chúng ta. Điều đó tôi thấy tính do dự vẫn luôn tồn tại trong tất cả mọi người. Trong khi mọi người luôn mong muốn được thành đạt và giàu có. Và thế là khi các dịp may đến, do tính do dự ù lì khiến chúng ta đã không chịu nắm bắt. Nếu hiểu như vậy thì quả thật tính khí của chúng ta đã trở thành kẻ thù tệ hại nhất của chúng ta. Lúc còn trẻ tôi đã nhận ra được điều đó, nhưng những người bạn industry quả thật rất rất sâu sắc. Trước đây tôi nghĩ mình để lỡ nhiều cơ hội kinh doanh và khả năng phán đoán của tôi rất tệ. Về sau tôi lại tin rằng đó là do trí não đần độn của mình, nhưng cuối cùng do chính khả năng trí não tồi tệ của mình. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra được sự thật, đó là do thói quen trì hoãn chậm chạp, không bắt kịp yêu cầu thực tế phải giải thực tế ra giải quyết nhanh chóng để hành động giành lấy thành công. Khi hiểu ra sự việc, tôi đã thấy thật sự hối tiếc và thấy rõ tác hại của tính ù lì trong bản thân mình. Sau đó tôi tìm đến cách thoát khỏi kẻ thù kia để vươn đến đạt được những thành quả to như hiện tại. Cảm ơn anh. Anh, tôi có một câu hỏi nhờ vị thương gia trả lời giúp. Người bạn Mr. Duy nói tiếp. Nhìn dáng vẻ ngày nay, tôi nghĩ ông đã là một người rất thành đạt. Vậy hãy nói cho tôi, chúng tôi biết ông đã chống lại tính ù lì của mình như thế nào. Người thương gia từ tốn trả lời. Đối với tôi, tính ù lì là một kẻ thù luôn rình rập, chờ đợi dịp để gây cản trở cho công việc. Câu chuyện ban nãy tôi kể cho các bạn nghe chỉ là một trong những câu chuyện mà tôi trải qua, cho thấy bản thân tôi luôn đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt trong cuộc đời của mình. Bạn thấy đó, chúng ta có thể để kẻ trộm nào khuân đi những bồn lúa của mình, nhưng cũng không ai không chúng ta không thể để cái chỗ như không ai muốn để đối thủ phỗng tay trên những khách hàng tiềm năng để có thể đem lại nguồn lợi cho mình. Một khi tôi đã nhận thức điều đó, tác hại của những hành vi đó, tôi nên loại bỏ ngay. Phải cải thiện tính do dự trì hoãn của bản thân mình thì chúng ta mới có thể làm giàu được. Ý kiến của ông thế nào? Hỡi ông Akkad đáng kính, bởi vì ông là người giàu có nhất thành Babylon nên người thường bảo ông là người may mắn, nhưng thật ra nếu chúng ta không thể chiến thắng được bản tính ù lì trì trệ của bản thân thì chúng ta không thể đạt được những thành công và trở nên giàu có. Ông có đồng ý ý kiến của tôi như thế không? Hoàn toàn đúng như thế anh bạn ạ. Akkad thừa nhận trong suốt cuộc đời tôi đã từng chứng kiến nhiều người theo đuổi chí hướng riêng của họ trong các lĩnh vực như kinh doanh, thương mại. Nhưng họ trong lĩnh vực như kinh doanh, thương mại hoặc khoa học kỹ thuật, và không ít người trong số đó đã đạt được những thành công. Tôi có thể khẳng định rằng cơ hội may mắn dành cho mọi người là như nhau, nhưng chỉ một số người may mắn nắm bắt được vận may để trở nên thành công. Còn những người khác thường là vì lý do dự toan tính thiệt hơn mà khiến cho cơ hội trôi qua để rồi cùng một cuộc sống của họ vẫn không có một sự thay đổi nào cả. Họ vẫn nghèo, vẫn đói, vẫn vất vả nam nữ, vẫn có khi suốt đời vẫn không thoát khỏi cuộc sống cơ cực đó. Akkad quay về phía mọi người dệt vải và nói tiếp. Anh đã gợi ý chúng ta đề tài thảo luận rất hay. Chúng ta có thể làm vậy. Anh nghĩ như thế nào về sự may mắn? Tôi muốn nhìn thấy sự may mắn trong một khía cạnh khác. Trước đây tôi nghĩ rằng nó là một điều mà ai cũng mong ước và có thể xảy ra, không cần bất cứ sự nỗ lực nào của con người. Nhưng bây giờ qua sự thảo luận rất thú vị vừa rồi, tôi nhận thức được sự may mắn không chỉ cứ chờ đợi là có được, mà để may mắn chúng ta cần phải biết cách nắm bắt mấy những cơ hội tốt và quyết tâm thực hiện ngay. Do đó trong tương lai tôi sẽ cố gắng hết sức mình để nắm bắt được những cơ hội tốt nó đến với tôi. Anh tiếp thu rất tốt những vấn đề mà chúng ta vừa thảo luận. Akkad đáp lại.
Dịp may thường đem đến cho chúng ta những cơ hội rất ít khi gặp. Lại lần thứ hai, người bạn thương gia của chúng ta đã có một dịp may hiếm có, nhưng lại không biết cách nắm bắt nó và tất nhiên là bỏ lỡ cơ hội để có thể đem lại sự giàu có cho anh ấy. Người bạn mua gia súc của chúng ta cũng vậy, đáng lẽ anh ta có thể tiếp thu được một khoản lợi rất lớn nếu cứ thực hiện ngay việc mua bầy cừu. Vậy là chúng ta đã thảo luận rất nhiều vấn đề, mong vấn đề này và tìm được những phương thức thu hút sự may mắn đến chúng ta. Tôi thích nghĩ bây giờ chúng ta đã tìm ra được phương thức đó mà và thông qua nó chúng ta cũng biết được sự thật về sự may mắn, đó là sự may mắn có thể thu hút nếu chúng ta biết nắm bắt cơ hội. Các bạn hãy nhớ điều này, nếu chúng ta biết cách nắm bắt những cơ hội tốt đến với mình, tức là đã thu hút được sự may mắn, và nếu bạn quyết định hành động đúng lúc thì nó sẽ đưa bạn tới đỉnh cao của sự thành công mà bạn đang mong đợi. Vậy chúng ta đã thảo luận rất nhiều vấn đề này và tìm hiểu được phương thức thu hút sự may mắn đến với chúng ta. Tôi thiết nghĩ bây giờ chúng ta đã tìm được phương thức đó là thông qua chúng ta biết một sự thật về sự may mắn, đó là sự may mắn có thể thu hút nếu chúng ta biết nắm bắt cơ hội.